Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cùng đoàn công tác của Bộ đã đến tỉnh Bắc Cạn để triển khai chương trình Điều ước cho em, thăm tặng quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại trường phổ thông bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nhạn Môn, huyện Bắc Nẵm, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng tổng số tiền là trên 370 triệu đồng để xây dựng bếp ăn, nhà vệ sinh, sân chơi cho các điểm trường vùng sâu và tặng đồ dùng học tập, vật dụng cần thiết cho các em học sinh. Chương trình Điều ước cho em được thực hiện góp phần hỗ trợ thiết thực cho những trường học trên địa bàn còn khó khăn, đồng thời động viên các em học sinh miền núi vươn lên trong cuộc sống và trong học tập.